Hello, xin chào tất cả và tất cả các con học sinh lớp 1 nha. Các con học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài lớn hơn dấu lớn, bé hơn dấu bé, bằng nhau dấu bằng. Trong sách giáo khoa toán lớp 1 cánh diều nha các con. Đây ta có 1, 2, 3, 4 quả bóng. Đây là ta có 1 quả bóng. 4 và 1. 4 lớn hơn 1. Đây hai quả bóng màu xanh. 1 2 3 4 5 quả bóng màu đỏ. Hai nhỏ hơn 5, hai bé hơn 5. Đây ta có 1 2 3. 1 2 3. 3 bằng 3. Như vậy thì đây là dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng. Hôm qua bài số 1 lớn hơn bé hơn bằng 3 1 2 3 lớn hơn 1 1 2 1 2 3 4 5 2 bé hơn 5 1 2 3 4 1 2 3 4 4 bằng 4 1 2 3 4 1 2 3 4 lớn hơn 3. Sang câu số 2. Lớn hơn bé hơn bằng 1 2 ta có 1 2 3 2 bé hơn 3 1 2 3 1 2 3 lớn hơn 2. Bên đây 1 2 1 2 2 bằng 2. Câu số 3 ta viết dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 3 5 3 bé hơn 5. 4 2 4 lớn hơn 2. 4 5 4 bé hơn 5. Ở đây 5 bằng 5. Bài số 4. Vật nào ghi số lớn hơn trong mỗi hình sau? Phải đây 1 số 3, đây số 1, đây số 3. 1 bé hơn 3. Đây số 5, đây số 2. 5 lớn hơn 2. À, các con học sinh lớp 1 thông minh, bài học lớn hơn dấu lớn, bé hơn dấu bé, bằng nhau dấu bằng. Trong sách giáo khoa toán lớp 1 cánh diều đến đây là hết rồi nha các con. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn clip sau nha. Bye bye.